Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ra mắt bộ phim ca nhạc Trường Sa bến bờ trong nhau. Bộ Y tế cảnh báo thuốc kháng sinh giả. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 7 tháng ước đạt gần 440 tỷ đô la Mỹ. Cầu Rạch Miễu 2 gỡ điểm nghẽn giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Cách đây tròn 94 năm, vào ngày 1 tháng 8 năm 1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc bảo vệ hòa bình, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay, đề rõ Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa 8 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Phát huy truyền thống với tinh thần đoàn kết, hăng say cống hiến, ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nỗ lực quyết tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tuyên giáo đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền văn kiện Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đổi mới đi vào nề nếp. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức. Công tác định hướng tuyên truyền được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Công tác báo chí phối hợp với các cơ quan nhà nước cung cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm được thực hiện kịp thời và chặt chẽ. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực tuyên giáo thời gian qua đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Tại Hà Nội, bộ phim ca nhạc Trường Sa bến bờ trong nhau vừa được giới thiệu đến khán giả. Đây là dự án phim đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024. Theo chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, bộ phim ca nhạc Trường Sa bến bờ trong nhau là sản phẩm văn hóa tinh thần mang giá trị nhân văn sâu sắc về tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo quê hương. Tác phẩm khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần chiến đấu anh dũng cho cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, xây dựng ý chí, củng cố niềm tin cho quân dân ta, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Qua các ca khúc và hình ảnh trong phim, khán giả sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng cùng với trách nhiệm cao cả về chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng. Chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam dioxin năm 2024 sẽ diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 8 tại công viên Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Với thông điệp xưng đình quên họ, dù bạn có là ai, bạn có chỗ đứng như thế nào trong xã hội, sự đóng góp của bạn với nạn nhân chất độc da cam cũng đem lại cho họ niềm tin lớn trong cuộc sống. Chương trình có ý nghĩa thiết thực này được tổ chức hàng năm, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam, những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,
cũng như góp phần vào công cuộc khắc phục hậu quả và chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân da cam. Thông tin về Y tế và Giáo dục, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cảnh báo thuốc kháng sinh Cefixime 200 giả xuất hiện tại một số cơ sở bán lẻ ở nhiều địa phương. Sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm hai tỉnh Thanh Hóa và Bình Dương phát hiện mẫu thuốc kháng sinh Cefixime 200, số lô 042-006-23 và 282-01123 không đạt yêu cầu chất lượng. Hai mẫu thuốc này ghi nơi sản xuất là công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết có dấu hiệu khác biệt giữa mẫu thuốc lưu tại đơn vị và mẫu thuốc kiểm nghiệm, cho thấy thuốc được kiểm nghiệm là giả. Cefixime 200 là thuốc kháng sinh dùng đường uống, bán theo đơn, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm. Cục Quản lý Dược yêu cầu ngành y tế các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra những cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, truy tìm thuốc giả. Người dân được khuyến cáo không buôn bán, sử dụng thuốc Cefixime 200 giả có các dấu hiệu nhận biết. Theo tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu tháng 7 năm 2024 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện đã tiếp nhận gần 400 trẻ mắc ho gà. Phần lớn các trường hợp mắc bệnh là trẻ dưới 1 tuổi chưa tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng bệnh. Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường gặp ở trẻ nhỏ. Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm lông đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Do đó, khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Trẻ điều trị càng sớm càng nhanh khỏi bệnh và ít có nguy cơ bị biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng kết nối để thí sinh thanh toán trực tuyến an toàn, thuận tiện thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước. Theo đó, thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển của các thí sinh trên cả nước được chia làm 6 đợt, từ nay đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2024. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 733.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, chiếm 68,6% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây cũng là tỷ lệ đăng ký xét tuyển đại học cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học luôn được cả xã hội quan tâm vì liên quan trực tiếp đến tương lai của hàng triệu thí sinh và phụ huynh. Trong hơn 10 năm qua, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có nhiều nỗ lực đổi mới công tác tổ chức thi, xét tuyển và cũng tạo được những chuyển biến tích cực. Nhưng khách quan nhìn nhận vẫn còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội. Năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo thông tin mà Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm sau có hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh được chọn hai trong các môn của chương trình giáo dục phổ thông gồm hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ, Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn. Về phương thức xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp. Ngoài ra, kỳ thi giữ ổn định hình thức thi trên giấy đến năm 2030. Sau năm 2030, sẽ thí điểm thi trên máy tính với các môn trắc nghiệm. Thông tin về kinh tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 7 tháng qua ước đạt gần 440 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến trong đó có dệt may, da giày, đồ gỗ đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ và chiếm 88% cơ cấu hàng xuất khẩu, đã giúp cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đến nay xuất siêu hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Quý 3 này đang là mùa cao điểm của xuất khẩu dệt may. Một doanh nghiệp mỗi ngày đều xuất từ 6 đến 7 container đi Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 cũng tăng 8% so với cùng kỳ và dự kiến quý 3 này sẽ tăng 10%. Dự kiến trong tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao bổ sung 8.680 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023. Trong số đó thì khoảng 6.300 tỷ đồng được bổ sung chủ yếu cho các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 để tiếp tục triển khai.
Theo dự kế hoạch đầu tư, nếu tính cả nguồn tăng thu ngân sách trung ương được phân bổ thêm, tổng kế hoạch vốn Bộ Giao thông Vận tải được giao năm nay là 71.280 tỷ đồng. Hiện Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao 62.600 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, trong đó các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm được phân bổ khoảng 45.000 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2024, đã giải ngân khoảng 27.500 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch được giao. Cụ thể, các dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm giải ngân 22.018 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch năm. Bộ Giao thông Vận tải nhận định tốc độ giải ngân hiện phù hợp với tiến độ yêu cầu. Song để đảm bảo tiến độ giải ngân trong năm, đơn vị đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng ngay khi có khối lượng theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau. Mục đích đảm bảo khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực. Dự án mở rộng nâng cấp sân bay Cà Mau do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm nhà đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này. Tiến độ thực hiện dự án là 18 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Thưa quý vị và các bạn, hạn chế và hạ tầng giao thông là điểm nghẽn của sự phát triển kinh tế xã hội. Cầu Rạch Miễu 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2025 là công trình có vai trò hết sức quan trọng, góp phần giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện tại, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và gỡ điểm nghẽn lâu nay cho giao thông Bến Tre và cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khởi công vào tháng 3 năm 2022, cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km, quy mô 4 làn xe. Sau hơn 2 năm, dự án đã đạt hơn 50% khối lượng thi công. Dự án đang tăng tốc để tranh thủ thời gian trước cao điểm mưa bão trong những tháng sắp tới. 25 mũi thi công, hơn 100 thiết bị và gần 500 kỹ sư, công nhân kỹ thuật luân phiên làm việc liên tục 3K 4 kiếp. Công nhân đang duy trì trên công trường là khoảng rơi vào 240 người trên một ngày. Và nhà thầu đang có kế hoạch huy động thêm để đáp ứng đẩy nhanh tiến độ. Công trình cầu Rạch Miễu 2 bao gồm phần cầu vượt luồng chính sông Tiền và sông Mỹ Tho nhánh sông Tiền. Cầu chính có kết cấu dây dăng dài gần 2 km, rộng 21,5 m. Phần cầu vượt sông Mỹ Tho dài 456 m. Dự án đang vượt tiến độ, nhưng với thiết kế cầu dây dăng và ở nhiều thời điểm thi công không thuận lợi như vướng mặt bằng, ảnh hưởng thời tiết, công tác an toàn thi công đảm bảo chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu. Cầu dây văng thì nó là tương đối khá phức tạp vì thi công ở trên cao, vì trên sông nước rất là nhiều thì có khó khăn là ví dụ như sông nước thì xà lan về hề nổi nhiều, cho nên là thi công phức tạp về trên cao, trèo leo đi lại nó khá là nguy hiểm. Mưa gió lớn, ví dụ như chẳng hạn như là đối với các trụ tháp ở đây thì khi có gió lớn hoặc là có mưa là đều mưa sét đều phải dừng thi công, thì bắt buộc các nhà thầu phải bố trí các cái ca làm khác hoặc là tránh lệch ca những cái công việc quan trọng, thì phải tránh thi công vào những cái thời điểm nó nhạy cảm về thời tiết. Được đầu tư 5.175 tỷ đồng, cầu Rạch Miễu 2 nhằm chia lửa cho cầu Rạch Miễu hiện hữu đã quá tải, thường xuyên kẹt xe dữ dội, đặc biệt ở các dịp lễ Tết. Cầu Rạch Miễu 2 cũng giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến quốc lộ 60, góp phần gỡ điểm nghẽn giao thông cho Bến Tre và cả vùng. Khi mà cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành á, thì không những là góp phần cho tỉnh Bến Tre mà nó góp phần cho các cái tỉnh lân cận như là Trà Vinh, Sóc Trăng. Đó, thì các cái tỉnh phía bên kia Sóc Trăng thì có Bạc Liêu, Cà Mau cũng có thể đi cái tuyến đường này để rút ngắn cái thời gian vận chuyển từ các cái tỉnh kia đến thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2025, cầu Rạch Miễu 2 và sắp tới là cầu Đình Khao trên sông Cổ Chiên nối hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long đang được người dân Bến Tre và cả miền Tây Nam Bộ trông ngóng từng ngày để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội toàn vùng.